Xin chào tất cả mọi người, mình là Phương đây, và hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với cái series review của anh em chúng ta. Đó, trong series này thì đối với những bạn nào mình chưa theo dõi kênh ấy, có thể biết là trong series này nhá, mình sẽ review về những cái liên quan đến thực phẩm này, liên quan đến khoa học này, liên quan đến công nghệ này, liên quan đến đời sống này, hoặc là những cái thực phẩm rất là bình thường mà chúng ta có thể ăn uống, hoặc là chúng ta có thể giải trí, rất đơn giản là giúp cái cuộc sống của chúng ta nó thêm tốt đẹp hơn thôi. Đó, và chúng ta có cái gì để cảm nhận cuộc sống nó tuyệt vời hơn, nó thú vị hơn đó. Và thì hôm nay thì mình sẽ review một sản phẩm, một sản phẩm mà ai cho chúng ta từ bé đến lớn, từ lúc lọt lòng này, từ lúc vừa mới sinh ra còn đỏ hỏn trong lòng mẹ, đến lúc mà chúng ta lớn hơn một chút, rồi lớn hơn nữa, đó, và chúng ta đều phải có cái này đó. Và đó sẽ chính là một cái gối nha anh em nha. Đây là một cái gối, anh em có thể thấy đây là một cái gối mà mình nghĩ là ai chúng ta sẽ có thể gặp đó. Đó, cái gối rất là to. Sơ qua cái gối này thì nó sẽ là một cái gối màu hồng này, đó, cái gối màu hồng, màu tím nha anh em, màu tím. Bên trên nó sẽ có thêm một số cái màu hồng, một số cái trái tim màu hồng rất là đẹp. Đó, đây nó sẽ làm cái trái tim màu đen này. Đó, trái tim màu đen. Đó, phần sau của nó cũng tương tự như thế. Bình thường nó sẽ là màu tím, màu hồng này, và sẽ có trái tim màu đen. Và có một điều rất là lạ, đó là bình thường gối chúng ta thì sẽ có một phần nó phần đóng đúng không? Và một phần nó sẽ là phần này cũng đóng nốt. Và ở Việt Nam chúng ta thì cái gối nó sẽ có một cái phần khóa ở đây. Đó, phần khóa từ đây sang đây, nhưng bên này không nhé. Nhưng mà ở đây thì gối chúng ta nó lại hoàn toàn là trống, nó hoàn toàn có thể mở ra được. Đó, nó có thể để vào như vậy, chỉ đơn giản là chúng ta để vào như vậy thôi. Đó, và chúng ta có thể làm cái gối tháo ra bất cứ lúc nào. Đó, rất là thuận tiện khi mà anh em muốn giặt. Bởi vì như em đã biết đấy, thì là khi mà chúng ta nằm ấy, thì chúng ta cần phải giặt vệ sinh cái gối của chúng ta để đảm bảo cho anh em sức khỏe. Đó, đảm bảo cho anh em sức khỏe nhé, thì nó sẽ giúp cho anh em cái sức khỏe anh em nó tốt hơn. Anh em nên vệ sinh gối ấy, ít nhất tầm khoảng hai tuần một lần. Đó, 2 tuần một lần thì là cái sức khỏe chúng ta sẽ được cải thiện rất là tốt. Đó, thêm nữa là khi mà anh em nằm, anh em sử dụng gối ấy, anh em kê cao đầu gối lên chút thì là cái giấc ngủ chúng ta nó sẽ được sâu hơn, nó sẽ thoải mái hơn. Đối với những anh em mà không quen sử dụng gối ấy, thì mình có thể tập ngày 1 mình tập sử dụng gối này, ngày 2 mình sử dụng gối, ngày 3 mình cũng tập sử dụng gối, và dần dần chúng ta nó tạo thành một thói quen ấy. Và khi một cái gì đó nó thành thói quen anh em thì mình nghĩ là nó sẽ rất là ok, bởi vì là nó sẽ làm cho anh em ngủ sâu giấc hơn. Và khi anh em ngủ sâu giấc hơn thì nó sẽ có một cái tinh thần thoải mái hơn này, có một sức khỏe thoải mái hơn đó, thì chất lượng cuộc sống trai nó sẽ được tăng lên đó. Đây anh em mình thấy đây là cái gối nhá, nó rất là đẹp đúng không? Ok, rất là đẹp luôn. Ok, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi. Và nếu anh em thấy hay để lại cho mình một like, một share, một comment, để có thể đưa video này đến với nhiều người hơn nhé anh em nhé. Ok.